Đêm chung kết 1 Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 phát sóng vào tối ngày 12 tháng 10, chứng kiến hai vòng đấu bằng âm nhạc bằng nhiều cảm xúc giữa nhà tinh hoa và nhà thiếu nhi. Trong đó, mở màn đêm chung kết, nhóm nhạc khách mời Lunas quyết định mang ca khúc mới Hoa Xương Rồng để trình diễn. Năm thành viên Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh xuất hiện cùng tạo hình lộng lẫy nữ tính, khiến sân khấu được hâm nóng ngay từ giây phút đầu tiên. Ca khúc mới Quá Là Trôi của nhà thiếu nhi được thể hiện bởi Binzy, Rhymastic, Bùi Công Nam, Đỗ Hoàng Hiệp, Thiên Minh, Hà Lê đã chinh phục khán giả với những giai điệu sôi động và ý nghĩa. Ca khúc giúp nhà thiếu nhi giành chiến thắng khi nhận được 1.900 điểm hỏa lực. Superstar của Subin, Strong Trọng Hiếu, Khay Trần, Kiên Ứng, Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng thuộc nhà tinh hoa với giai điệu mạnh mẽ, thổi bùng sự cuồng nhiệt trên sân khấu đêm chung kết 1. Nhà tinh hoa kết hợp cả hai ca khúc để tạo thành một bản mashup Gen của Binzy và có Không Giữ Mất Đường Tìm của Bùi Công Nam. Bên cạnh dùng âm nhạc hiện đại, tiết mục được Cường Seven, Jun Phạm, ST Sơn Thạch, BB Trần, Bằng Kiều, Tự Long kết hợp những hình ảnh đậm chất nghệ thuật truyền thống của Việt Nam để tái hiện lại mùa lễ hội rực rỡ thông qua những bộ trang phục, hình ảnh con nghê, linh vật thuần Việt hay những mũ long trĩ, mặt nạ được sử dụng trong tuồng cổ. Jun Phạm tiết lộ các thành viên đã phải liên hệ và xin phép đơn vị sở hữu linh vật con nghê để vận chuyển từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh để mang lên sân khấu biểu diễn. Đặc biệt, màn xuất hiện của Noo Phước Thịnh ở vị trí khách mời đã khiến không ít khán giả thích thú. Nhiều bình luận để lại kêu gọi nam ca sĩ tham gia ngay Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai nếu ban tổ chức mùa 2. Không chỉ vậy, người hâm mộ còn hài hước dự đoán Noo Phước Thịnh có thể giành luôn giải quán quân nếu anh tham gia. Với kết quả hòa 1-1, cả hai nhà đều mang về cho mình 3 cơ hội để thành viên nhà mình vào gia tộc anh tài toàn năng. Tập 15 Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 sẽ lên sóng vào tối ngày 19 tháng 10. Đây sẽ là trận đối đầu cuối cùng của hai nhà trong vòng đấu thứ 3 để tranh 5 suất vào gia tộc anh tài toàn năng. Cũng trong tối ngày 19 tháng 10, live concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2024 sẽ diễn ra tại Raffles Park, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, dự kiến thu hút hơn 20.000 khán giả.